Và đấy đạp nhẹ thôi, nó đạp mạnh quá lật ngược lại đó. Không xịt vô mặt vào nha. Đừng bắt động, đừng bắt động, đừng chạy. Ngửa người ra cho nó tuột trong nước đó. Thịt tại cá heo ạ. Hai thịt có thịt ướt cái chuối đứng đây nó không thịt lên đó. Chuối đang đứng. Ai dạ. Rồi giờ thịt được này. Thịt cần đang tụng người ta. Không có được. Ừ, thay có thịt lên lên bơ là tụng mấy chuối lên bơ. Nước nó chảy về đâu có nhanh hơn được không? Đây đây đây. Đây nè, đây em chỉ cho. Tập cái này nè. Đây để lên này chị ơi. Nó trôi mà đâu cần đạp đâu. Đó không kìa hả? Hay quá. Chập rồi, không đi xa quá. Ừ. Hai bài. À, đúng tương kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phá rồi. Đi ngược lại.